Giờ tôi hỏi quý vị ha, bây giờ quý vị đem cái hình quý vị hồi 4 tuổi đưa tôi. Tôi hỏi đứa bé 4 tuổi này với cô bây giờ là một người hay hai người? Quý vị trả lời sao? Thì thôi được rồi, thế mà một đó thì cạo tóc, hai đó thì tóc phải cạo. Một thì sai, mà hai thì cạch. Muốn cái nào? Nếu mà chúng ta nói đứa bé 4 tuổi với tôi bây giờ là một người, phải vậy không? Thì bây giờ chú bé 4 tuổi này ngã xuống chết, thì mấy ông mấy bà có ngồi đây không? Nó chụp hình xong rồi nó ngã nó chết, bây giờ mấy ông bà có ở đây không? Không, mà sao nói đó là một? Nếu nói là hai, là hai thì bây giờ tôi với bé 4 tuổi không liên can gì hết. Như vậy thì nó chết thì tôi còn không? Mà nếu không hai thì một, phải không? Bây giờ tôi lấy đôi dép đứa bé 4 tuổi, lấy cái áo rồi 4 tuổi tôi đem cho mấy ông bà mặc, mặc được không? Không là sao lại nói là một? Nếu là một thì mặc được chứ. Đôi dép nó có một chút xíu, nó có một thước mốt, bây giờ mình thước 6, thước 7, rồi làm sao là một được, phải không? Mà nếu không một thì hai, hai tức là tôi với bé 4 tuổi không liên can gì hết. Thì bây giờ tôi bóp mũi đứa 4 tuổi nó ngã xuống chết nè ông bà có ngồi đây không? Bởi vì hai là không liên can gì hết. Thành ra tôi nói một đó thì cạo đầu, mà hai thì cạo tóc, phải không? Một thì sai, mà hai thì cật. Bây giờ phải trả lời sao đây? Đó, quý vị thấy con người quý vị mà quý vị còn không hiểu được. Ai mà không hồi đó 4 tuổi, 5 tuổi, ai không mà bây giờ 5, 60 tuổi. Mà mới có khi nào mà thắc mắc trời, thằng bé 4, 5 tuổi là mình với bây giờ có phải mình là một hay không? Mà theo ông sư ông trình bày vậy thì một cũng trật mà hai cũng sai. Thì bây giờ mình trả lời sao đây? Chính là mình đó, không hỏi trên trời, không hỏi dưới đất, mà hỏi mỗi người chúng ta. Ai mà không từng qua 4, 5, 6, 7 tuổi, rồi tới bây giờ 4, 5, 6, 7 chục tuổi, thì mình đó, với mình hồi 4, 5, 6 tuổi một hay là khác? Mình trả lời không xong rồi mình làm sao mà giảng sanh, mình làm sao thành Phật? Thành Phật là phải có cái hiểu biết đúng đắn, mà không hiểu biết gì hết. Bây giờ tôi hỏi này, thưa coi quý vị thông minh không? Bây giờ có một cái dòng nước, quý vị xuống dưới sông, quý vị coi cái dòng nước nó chảy, rồi do cái gió nó thổi làm cho dòng nước nổi lên cái lượng sóng, sóng quý vị đó, sóng hình người ta, sóng hình nam nữ. Thì cái lượng sóng này từ đâu mà có? Do gió. Nhưng mà nếu không có cái dòng nước thì có sóng không? Có không? Không. Cái gió rồi nó làm cho mượn cái dòng nước để nổi lên cái lượng sóng người ta, lượng sóng ông A, ông B, cô C. Phải thấy không? Vậy tôi hỏi quý vị, chứ cái lượng sóng ông A, ông B này với cái dòng nước là một hay là khác? Nương vào cái dòng nước do gió bắc phong tham sân si nó làm cho cái dòng nước nổi lên ông A, ông B và C, mấy ông mấy bà. Mà nếu không có dòng nước thì làm sao có sóc được? Phải nương vào cái dòng nước mới có cái lượng sống. Phải thế không? Nếu bỏ cái dòng nước ra không có gì hết. Nhưng mà dòng nước thì không có tướng. Khi mà có cái tướng hình tướng A và B và C thì ta kêu đó là sống, chứ đâu có kêu là dòng nước. Phải vậy không? Dòng nước thì nó không có tướng, rồi có tướng thì thành ông bà A, B, C. Nhưng mà tôi hỏi mấy ông bà, chứ cái dòng nước với cái lượng sóng A, B, C của mình đây là một hay là khác? Một thì sai, mà hai thì cật, phải không? Rời cái lượng sóng thì không nhận được cái dòng nước, mà bỏ dòng nước thì không có lượng sóng nào hết. Mà cái nào là quan trọng? Cái dòng nước mới quan trọng. Dòng nước chúng ta kêu là cái linh hồn của chúng ta, nó không bao giờ chết, nó cứ lặng lẽ nó trôi chảy hoài. Nhưng mà khi có gió bắc phong tham sân si thì từng cái tham sân si là mượn cái dòng nước linh hồn của chúng ta để tạo nên sắc thân nam nữ già trẻ.
Rồi mỗi người nó có cái tập khí ghiền mỗi cái gì đó hồi kiếp trước, bây giờ mới tạo nên sắc thân này. Thì sắc thân này nương vào cái dòng nước mà có. Thì sắc thân có tướng thì phải chết, phải sanh, phải già, phải bệnh, phải chết. Hết giờ. Còn cái dòng nước linh hồn không có tướng, thành ra không bao giờ chết. Nó cứ trôi chảy mãi mãi liên tục, đời này qua đời khác mãi mãi vô lượng kiếp, không bao giờ nó chấm dứt. Thành là cái linh hồn chúng ta không bao giờ chết. Hiểu kịp không? Thành ra chúng ta phải trả lời bạch sư, đứa bé 4 tuổi với con bây giờ nói về thể xác, hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà nói về linh hồn thì đứa bé 4 tuổi với con bây giờ là một cái linh hồn, phải không? Nếu mà bỏ cái linh hồn là đứa bé 4 tuổi cũng có linh hồn đó. Bây giờ tới 70 tuổi, 50 tuổi, 100 tuổi cũng có linh hồn đó, phải không? Nhưng mà thể xác thì có khác, bởi thể xác nó có tướng. Hay có tướng là phải có hoại. Còn linh hồn nó đâu có tướng, thì nó còn mãi mãi vậy.